có mặt phu thê không? Trời ơi. Để mình sống đến răng long đầu bạc thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ, em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới lên ngay. Hay quá. Tại tại dạ. Nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa tháng nữa đâu có chuẩn bị kịp đâu anh mà sao. Kịp, kịp em. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Đây là ngày sau cưới. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Không luôn, không luôn. Wow. Không luôn. Em tên là Châu Thị Thu Hường, năm nay em 38 tuổi. Em đang ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Bên cạnh đó em còn thêm một cái trợ giảng, phụ giảng bên khu vũ dưỡng sinh ở ngoài công viên gia đình. À. Dạ. Vì hai người ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó giờ mà không gặp nhau ha. Dạ. Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, chúng ta hãy chia sẻ thật lòng mình với nhau cho dạ. hiểu nhau hơn nha. Dạ. Anh trai, anh nói công việc bảo vệ mình làm công việc đó được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa chị Cát Tường, là em làm năm nay là 14 năm rồi chị ơi. Làm một chỗ một 14 năm rồi đó hả? Dạ một chỗ một rồi chị. Dạ. Ủa, làm bảo vệ một cái khu căn hộ cao cấp như thế, bao nhiêu người ra đi vô, rồi biết bao nhiêu cô gái đẹp, rồi cô gái xinh xắn đi qua mà anh không để ý ai, không có cảm tình với ai, không mối tình nào hả? Dạ cũng có chứ anh Linh, nhưng mà qua cái cách nói chuyện già dặn của em cũng thể thể hiện đó, họ cứ nghĩ đâu là em là đã người đàn ông đã có gia đình rồi. À dạ. Nhưng anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Có đem tới đây giấy độc thân chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Dạ. Còn mà bạn gái, bạn hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em ha, thì hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, mà cũng hơi nóng tính, mà đó cũng là cái nhược điểm của em nữa. À. Nấu ăn thì cũng biết được chút chút. Anh nhưng... có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sau này á là bên gia đình gái á, họ nghĩ là em không có đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cho con họ. Ừ. Với cái công việc của em á hiện tại không như gia đình họ mong muốn. Nhưng mà họ... thật sự cái công việc bảo vệ của anh là đã ổn định cuộc sống rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó là họ nghĩ cũng đúng thôi. Chứ. Dạ. Bởi vì anh làm bảo vệ như vậy thì khi mà có vợ rồi, anh có đủ lo cho vợ hay không? Rồi có một đứa con, rồi thậm chí hai đứa con, anh có đủ lo cho họ hay không? Dạ đủ anh. Đủ luôn? Dạ. Mình có tính điều đó rồi đúng không? Dạ có. Ồ. Nhưng mà mình bảo vệ vậy là mình có trực đêm luôn không anh? Dạ có chị Cát Tường ơi. À. Anh đúng. Có nhà riêng không? Dạ có anh. Có nhà riêng khỏe. Dạ. Rồi ở với ai? Dạ em ở một mình nè. Trời ơi vậy khỏe quá rồi. Tốt đầy rồi. Đủ điều kiện. Dạ. Rồi. À, em gái nếu mà mình lấy chồng mà chồng mình hay đi trực đêm thì em có ngại gì không? Dạ nếu mà do công việc của ảnh thì dạ không sao ạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, em quen hơn một năm mấy. Rồi lý do sao chia tay? Không hợp tuổi tác đó chị. Bạn trai của em nhỏ hơn em 4 tuổi. Gia đình bạn ấy không chấp nhận. À dạ. Rồi cũng khổ không, quá ha. Dạ. Khổ. Bây giờ bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Thứ nhất là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em không thích ở người bạn trai mà kêu kiệt, khoác lác, khoe khoang. Em không thích mấy người như vậy. Cái nào có thì nó có, cái nào nó không thì không. Em thích người thật thà hơn. À, dạ. Thật thà. 1m6 trở lên là được rồi chị. Đạt chuẩn. Cũng đừng có ốm quá. Mà người thì cân đối là được ạ. À. Dạ. Chút xíu nữa chị sẽ qua coi mặt. À, bạn trai bên kia thì thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Nào. Không mập, không bự con. Có giống ai không? Dạ, giống 50% như chị Cát Tường là được rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em chào chị Cát Tường. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dụ như bạn gái hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có đi làm cái việc là dạy khiêu vũ đó. Khiêu vũ là sẽ có nam, có dạ. nữ đó. Có một cái sự va chạm để nhảy thì anh có ghen không? Em chia sẻ chị luôn, em là người đàn ông đang sống trong xã hội hiện đại thì những cái chuyện đó người đàn ông thì mình phải nên thoáng một chút. Dạ. Bình thường thôi chị. Dạ. Dạ. Coi như bữa đó anh đang đi làm bảo vệ, anh đang chạy về nhà nè, anh chạy ngang công viên tự nhiên anh thấy vợ anh đang ôm cái ông kia nhảy. Anh nghĩ sao? Bình thường đó chị ơi. Công dạ. việc. Dạ cái đó là cái công việc thôi mà chị. Dạ. Anh tấp xe vô lề anh xuống anh nhảy luôn. Dạ. Đúng không anh? Dạ. Anh rất là có duyên nha, em nhìn anh này mặt rất phúc hậu, rất là có duyên. Dạ. Em hy vọng là hôm nay em cảm ơn chị. Hôm nay là sẽ tiến tới được hôn nhân rồi sanh dạ. con luôn nha. Dạ. Hỏi Vũ giùm cho cái vụ khiêu vũ rồi đó. Dạ. Sợ về chồng không cho đi khiêu vũ nữa đó. Dạ. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh ba mẹ ở riêng hả hay sao? Dạ hồi bà con sao đâu hết rồi. Bà con của em thì nói chung là ở miền Tây thì nhiều. Miền Tây là ở đâu?
từ Cà Mau xuống Vĩnh Long là có hết đó. Rải vậy đó hả? Dạ. Còn ba mẹ ở đâu? Dạ, ba mẹ em thì ở thành phố. Thành phố không ở chung hả? Dạ, có với anh, nhưng mà ba em mất hồi năm 92 rồi. À, còn dạ. Mẹ? Mẹ em là đó là ở Hóc Môn chung với em, nhưng mà em đi làm ban đêm đó anh. Rồi để mẹ ở nhà mình cũng không tốt, thì có giai đoạn mẹ bị cao huyết áp á, mẹ té, thôi mấy chị bàn với nhau là thôi để mẹ về dưới Bình Thạnh đi ở. Tức là mẹ dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em ở riêng. Dạ. Thôi thôi giờ mà ở rước mẹ về ở chung được hay quá ha. Dạ. Ồ, chào em. Dạ. Hiền từ quá hả? Anh hiền lắm, bảo vệ hiền khô à. Nghe anh nói thì có vẻ anh cũng thật thà và cũng vui tánh. Em có thích chồng mình hút thuốc uống rượu gì không? Uống rượu thì em không thích, hút thuốc em cũng không thích. Nhưng mà nếu mà là do xã giao, công việc hoặc đi tiệc tùng thì uống một hoặc hai ly thì không sao. Cổ hơi lo là cổ sợ ma lắm, 38 tuổi vẫn ngủ với mẹ. Mà bây giờ chồng mà đi trực đêm thì cổ ngủ với ai? Thì trực với chồng luôn. Ủa chồng ở trực ở chỗ cái căn khu căn hộ mà đúng không anh? Dạ. Có phòng bảo vệ đàng hoàng. Dạ có. Vợ trực với chồng cũng đâu có sao. Được không? Ta còn khoái thêm nữa được mà. Ở các cái căn hộ cái khu đó là nhiều người trực, ta còn khoái thêm nữa. Dạ. Thậm chí xin cổ vô trực chung luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng không? Chịu không em? Dạ cũng được. Muốn có con chưa? Tuổi của em giờ cũng lớn rồi. Dạ, đúng cũng... rồi. Dạ. Em muốn có con chưa? Muốn lắm rồi anh. Muốn trai hay gái? Dạ trai gái gì cũng được hết anh. Vậy là hai người muốn có con hết rồi đó. Dạ. Mình kết hợp cái về năm sau mình đẻ liền được không? Cấp này dạ, là gả liền, đẻ liền được không? Dạ. Dạ cũng được. Ai cũng dạ. được nhưng mà biết được hay không chưa biết. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Em đi cùng với cô chú sinh hoạt ngoài câu lạc bộ công viên gia đình của em. À, và Vũ thêm ha. Một đứa cháu ruột của em. Rồi. Dạ, dạ xin chào anh Quyền Linh nè. Dạ, dạ chú. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai và xin chào các bạn ở trong khán đài và bạn xem đài. Thì thấy bạn trai thì vẻ hoạt bát, có một cái thực thà trong đó. Thì bản thân là cũng dạ. thích. Dạ. Còn cảm ơn chú ạ. Dạ. Thì chị có hỏi thêm một câu là mình ở thành phố là ở khu vực nào ạ? Dạ, con ở ngay chỗ phường 22 quận Bình Thạnh, ngay chỗ sân tập gôn Hiềm Lam đó chú. Dạ, dạ. quá thì chỗ đó đi qua công viên gia đình cũng gần rồi. Dạ, dạ, ok gần dạ. Còn xin cũng xin nói sơ thêm về cháu mình á. Cháu thì hiền lắm. Phải thật dạ. nên không phải mình khen người nhà mình đâu. Dạ. Mà đó anh Linh cũng công nhận đó. Qua cách nói chuyện mình cảm thấy ha. Thì mình cũng mong muốn là nếu mà hai cháu đi xin phép được gọi vậy đi. Dạ. À, nếu mà có đi đến được với nhau á thì cũng cố gắng đi đến với nhau đi rồi tạo ra một cái gia đình hạnh phúc ha. Có con có cái đúng ý nguyện của hai người đúng không? Dạ. Dạ, để xin cũng chúc mừng đi hai bạn ha. Dạ rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh đi với ai vậy anh ơi? Dạ. Em đi với chị Thu, chị họ. Rồi, chào dạ, chị. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào quý khán giả trên trường quay. Chào bên nhà gái. À, ở nhà thì Nguyên rất là hiền lành, đi làm về là coi như là không đi đâu hết á. Có khi nhiều khi ăn nhậu ở nhà lâu lâu mới có. Là Nguyên là rất là hiền. Về phần em gái thì chị thấy em rất là thật thà, mặt phúc hậu, nên chị nói là Nguyên ở đây là một cơ hội cho em, hãy nắm bắt lấy, đừng có để vượt bỏ uổng. Rồi cảm ơn chị. Nói thiệt nha, chưa có mở rào trơn á mà tôi thấy hình như là họ là của nhau từ bao giờ á. Tôi khoái không lẽ tôi nhào cho tôi bấm luôn hai cái nút luôn vậy đó. Cặp này ha? Rất là xứng, ai cũng hiền ai cũng dễ thương cả. Hai người này phúc hậu lắm, trời ơi, về đẻ liền luôn nha. Dạ. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Ha, không mời tôi cũng đi nữa. Rồi mở rào đẹp. Bắt đầu đi anh trai. Đó, anh chào em. Anh có bao hoa tặng này. Dạ, dạ em cảm ơn. Có chai nhồi thơm. Dạ em cảm ơn anh. Đó là thử rồi. Mình có mặt phu thê không? Trời ơi. Nói chung là hôm nay anh đến với chương trình này á, là anh mong muốn là tìm được một người phù hợp để tiến tới hôn nhân, để mình sống đến răng long đầu bạc. Thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ. Anh có ngại là em dạy khiêu vũ không? Không em, cái đó là một dạ. cái nghề cái, tốt cái nghề, mà em. Dạ. dạ Nhưng rồi. Mà cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy, em anh không ngại hả? Bình thường dạ. thôi em. Dạ. Gia đình em, anh em đông, anh có thích không?
thích chứ, càng đông càng vui chứ. Công việc hiện tại của anh là bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà em với anh quen nhau, anh có ý định là anh sẽ đổi một công việc khác để anh kiếm thêm cái thu nhập nào cao hơn để anh lo cho gia đình có khi chứ. Anh đã quen em? Có chứ. Và tương lai của mình, ví dụ như hợp thì đã có thêm con hoặc đó, anh sẽ đổi. Đổi. Dạ. Nhưng mà đổi uổng lắm em, cái kia 14 năm là thâm niên nhiều tiền lắm em, bỏ uổng lắm. 14 năm là ngon lắm đó em. Dạ. Anh có thích khiêu vũ không? Nói chung là lâu lâu nổi hứng thôi, nhưng mà ca thì anh sẽ thích. Thôi hai người về chỗ đi, thấy hợp quá rồi đó thiệt á. Hôm nay tới chương trình em cũng có món quà nhỏ. Ôi, nãy giờ nói dạ. chuyện có quên tặng quà luôn à. Anh làm bảo vệ như một tuần anh làm suốt luôn ha? Không em, chẳng hạn như 4 ngày rồi cái 4 đêm hoặc 5 đêm vậy đó. Dạ, vậy rồi được nghỉ một ngày. Những ngày nghỉ anh thích khiêu vũ đúng không? Anh có thể ra sân tập nhảy khiêu vũ chung được chứ. Dạ, được. Anh không thích gì là ở người bạn gái? Phụ nữ thì hay thường thường nói nhiều lắm. Anh vậy em không là người thôi. Phải nói nhiều. Ừ, chẳng hạn như mình nói một lần hai lần thôi rồi được xong hết, đừng có nói nhiều quá đó. Nếu mà em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới ngay. Hay quá. Tại dạ, nửa tháng nữa. Dạ nhớ nha. Dạ, có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ, nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh, mà sao kịp em. Dạ. Đãi ở đây luôn. Tôi đây tôi dọn 10 bàn đãi luôn. Anh ở trên cái khu của em á là có khu tiện ích, khu hồ bơi. Ờ, vậy anh. Thấy không, có hồ bơi luôn hả? Dạ. Bây giờ cô dâu chú rể là đám cưới là mặc bikini bơi. Được không? Không được. Không được. Sao em nửa tháng nữa được không em? Dạ nhanh quá chị. Vậy dạ, ít ra nếu cũng phải 6 tháng dạ. tới 1 năm. Nè, vừa rồi đó là Phú Quý đó là có 2 tuần cái cô bán phở với anh chàng bán thịt đó là 2 tuần là cưới luôn. Hai người nhảy bài coi hợp không nha? Thử xem em dạy anh dạ. khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Dạ. Hả? Dạ. Điều gì, điều gì? Thì anh không biết nhưng mà anh hưởng ứng cái phong trào. Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy? Ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đã được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Không luôn. Wow. Không luôn. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hung đó. Mà đây anh hung trước khi bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp tôi thua gì cũng thua luôn á. Đây dễ xem phim cùng đập Cinebox 212 ly chiến thắng. Tới coi hùng nhau yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Không, đừng buông. Dạ. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân á thì anh sẽ là người chồng tốt và người cha tốt và đảm bảo cái hạnh phúc cho em suốt đời. Rồi. Hả? Nên đi làm thầy bói được. Qua coi. Trời ơi. Chị chạy luôn đi chứ không chạy được Linh. Nè, tóc dày ơi. Nè, băng đô nè, mặc đồ trắng nè. Đó, mắt to nè. À, Bùi Văn Tuấn. Em quê ở Nghệ An. Năm nay em 29 tuổi. Cũng quê Nghệ An rồi, bây giờ mình làm việc ở đâu nè? Em làm ở Biên Hòa, em làm bên bán phụ tùng ô tô.
bán phụ tùng, tức là bán thôi, kinh doanh thôi đó hả? Dạ, bán cho ông anh ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về cho ta đi cưng. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Em chào anh bạn kế bên. Con tên là Ngô Hoàng Ngọc Linh, năm nay con 25 tuổi. Là con sinh ra lớn lên tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc của con là con làm lễ tân. Tại bây giờ thì con đang thay đổi cái công việc của con. Một xíu. Bây giờ đang thay đổi đúng không? Dạ. Nghe chưa? Bên đó nghe chưa? Nghe rồi, nhà trai nghe rõ rồi. Cô gái lễ tân ha, người thì dễ thương xinh đẹp mới làm lễ tân ha. Cái bộ mặt của một cái nhà hàng hay là khách sạn hay gì đó. Rồi, yên tâm rồi Tuấn nha. Bây giờ mình sẽ nói một chút cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Thì vâng, điểm mạnh của con á là con khá là vui vẻ, con hòa đồng và con có một chút nghệ thuật trong người, tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con. Ý là mẹ con hát hay, rồi con cũng biết hát và con cũng biết chơi đàn guitar. Con có cái điểm yếu gì không? Dạ có, con hơi trẻ con một xíu, hơi hay quên. Hay quên. Và con thỉnh thoảng con hơi mè nheo. Chiều cũng mệt lắm nha Tuấn nha. Dạ. Rồi Tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi. Về vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được, cũng thích hát, quét dọn hay gì cũng làm được, không kể việc nhậu lớn gì ạ. Miễn có việc là làm thôi. Dạ. Rồi. Còn khuyết điểm của em thì kính hay quên và cũng hút thuốc, cũng bia rượu cũng một chút ạ. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình đơn phương ạ. Nhìn em rất là đẹp trai rồi là phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào? Dạ, vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người, đúng thời điểm hay gì. Hay là tại em không thổ lộ, người ta không biết em yêu người ta? Thì em vẫn ngại vấn đề đấy, mà nhiều khi quan niệm nó cũng khác nhau. Đơn phương mấy năm? Có 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng là thôi là dứt dạc luôn. Mẫu hình cái người đó như thế nào em nói chị nghe coi. Mép 55 trở lên, đẹp thì vẻ đẹp thì nó nhiều lắm, không thể tả được. Nhưng mà em thích đẹp giống ai? Để chị coi, chị coi bên đàn gái chị giống ai nè. Tại vì bên đàn gái chị đẹp quá, cho nên chị... Trời ơi, khen nhà gái dễ sợ luôn ta. Trời ơi, bên nhà gái tôi coi như lần này là kêu bằng á, là có 11 điểm đó, tôi cho 11 điểm đó. Kiểu gì đó hả? Thì đó. Đâu nói nghe coi nè. Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn. Rồi mẫu người thì nó như chị Mỹ Tâm ạ. Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm. Đàn hát tôi nghe coi giống Mỹ Tâm không? Tôi qua tôi coi mặt. Quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm. Tóc nâu môi trầm gì đó. Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm. Con hát đi con. Dạ, sau đây thì con xin gửi cho mọi người nghe ca khúc Sau Tất Cả. Và đây là một món quà thì em cũng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay. Tôi tưởng tượng thế này nhá. Sao tưởng tượng? Cái giọng rất là nhõng nhẽo, dễ thương. Đôi mắt to, tròn. Có cái mái tóc xả xả giống như Mỹ Tâm hát ngang mắt anh nè. Cô ấy cài một cái trâm trên đầu. Cái cài cái vòng gì đó. Băng đô. À, băng đô. Cái trâm ở đâu ra? Một cô gái mặc áo trắng như sinh viên. Trời ơi. Hát nhẹ nhàng. Trời ơi. Đấy, tôi cảm nhận như thế. Trời ơi, Linh ơi, Linh đi làm thầy bói được rồi. Hả? Linh đi làm thầy bói được quà rồi. Quà coi. Trời ơi. Y chang luôn đấy chứ. Chào chú Linh. Nè, tóc dày ơi. Nè. Băng đô nè, mặc đồ trắng nè. Đó, mắt to nè. Dễ cưng lắm. Đó. Nhưng lý do sao không có người yêu chú không tin nữa. Từ lúc con trưởng thành tới giờ con có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? 4 năm ạ. Ngắn nhất? 1 năm thôi. Vậy là cũng yêu nhiều rồi đó. Yêu 5 năm rồi đó. Dạ con, tại vì tính cách con là khá chung thủy. Yêu ai yêu cả một đời. Đó hả con à? Đừng mệt quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ. Dễ thương quá. Nhà trai... Được rồi. Bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó. Cuồng. Có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào? Trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi. Suy duy nhất thôi. Đúng. Đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con, giống như chú Quỳnh Linh. Em khẳng định cái giống của anh. Giống em anh Linh, Quỳnh Linh là chung thủy. Quỳnh thủy. À, ông có chung thủy không? Thì mình sống nhau gần 20 năm nay, cả nước đều biết mình thế nào mà vẫn. À ừ thì đó, thì ông khẳng định đi, trên sóng mình không dám khẳng định nhưng mà thôi, để mọi người đánh giá đi ha. Rồi, nói chung là cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu. Em cao 1 mét bao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. Linh cao 1 mét nhiêu? Bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau có độ tương thích đáng kể luôn rồi. Đúng không? Thử coi đứng thôi. Yes, bằng easy luôn nè. Nó đẹp trai hơn Linh chút.
không, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô chỉ. Ngồi đó đi. Cô có thể nói với con rằng cái người bên đây tương thích với chú Quyền Linh cỡ chừng khoảng cũng 70-80% đó. Còn cái việc 20% còn lại là do con phải tự tìm hiểu. Và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra. Rồi hôm nay con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. À mẹ, mẹ đâu? Mẹ con đây. Đâu mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. À, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Ôi cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ. Tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. Bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người dạ, ơi đúng có không? Có sao nói vậy. Nó nhiều khi ba mẹ la rầy nhưng mà khóc, nhưng mà chút xíu nữa là lại về ra xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Đó đúng rồi. Là thương ở chỗ đó đó. Cho nên bé không có biết giận ai đâu. Còn với cái đối với bạn trai bên này á thì mẹ thấy là cũng chừng chạc, cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Vâng. Rồi để tìm hiểu. Vậy là cảm nhận ban đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không? Mẹ coi cũng như cho được cơ hội ha. Rồi rồi. Rồi cảm ơn mẹ. Vâng, cảm ơn bác ạ. Rồi nhà trai đi với ai Tuấn? Anh em cũng về nhà em ạ. Rồi thôi được rồi. Anh em sẽ là người đại diện ạ. Đừng lo lắng gì cả. Cố gắng chinh phục cô gái làm sao cô ấy bấm nút là được. Vâng. Quan trọng là do em thôi nha. Chứng minh bản lĩnh của mình. Mạnh mẽ lên. Nào, mở rào. Chào em. Chào anh. Em có món quà tặng em. Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi. Hôm nay chờ đến ngày hôm nay tặng cho em. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng anh một cái cây, nó tên là May Mắn ạ. Dạ thì nó mang một ý nghĩa đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn. Nói chung là may mắn thì mới gặp được em. Cảm ơn anh. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm. Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều, nên là cũng thích người điềm đạm. Anh thích con gái hài hước, nói nhiều lắm. Trước mà chưa mở rào ra, anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Ừ, anh thích âm nhạc lắm. Mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ. Dạ. Em rất dịu dàng, giọng nói dễ thương, mỗi người cũng tuyệt vời luôn. Quan điểm của em thì cũng khá đơn giản. Chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em, có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái đó anh biết mà. Thì quan niệm về tình yêu của anh thì trước tiên là cái niềm tin. Yeah. Nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau, không hạnh phúc được. Bây giờ Tuấn, hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy, hát một bài hát nào đó. Anh xin phép nắm tay em và anh tặng em một đoạn điệp khúc của bài Nắm Lấy Tay Anh. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay, hay, hay nha. Hai đứa nào hát cũng hay nghe. Hay à. Ồ. Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời, chứ không phải đến cho chuyện chơi. Mong em hiểu như vậy. Và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau. Em cũng muốn tìm một cái người hiểu em. Trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được? Tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy. Rồi, đề ghế. Không, được rồi đó. Để tay trái vào nút bấm. Phải sống thật với con tim ngay trong lúc này. Nếu cảm giác trái tim mình rung động, bấm ngay cái nút đó. Hồi hộp quá rồi nè. Nhắm mắt lại. 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau. Và xin phép bác gái. Dạ con xin phép bác gái con
cho phép con em đây được tìm hiểu nhau thời gian, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng. Bẻ cái tay người ta hơi đau, xương tay vào như này, đó nó nhẹ nhàng. Mà nó quý quá, nó rung quá, nó bẻ tôi nói. Vậy mà bé kia nó cũng chịu, nó cũng ráng. À. Rồi bây giờ xin phép mẹ luôn là cho hung vào má của bạn gái, giống như đặt cọc vậy đó. Dạ con xin phép bác cho con hôn. Xin phép em luôn đó. Nhậu cũng không hút thuốc luôn. Em thích chơi thể thao nè. Em mà chơi thể thao môn gì? Nói chung là cái gì tròn tròn em chơi được chị. Ví dụ như dạ chào chị. Ví dụ bóng đá, cầu lông, rồi bóng bàn. Chơi banh đũa được không? Cũng còn, cũng còn không, banh đũa đó chơi được không? Chơi được nhưng mà không có giỏi. Em tên là Lê Quang Tấn, em sinh năm 1990, nay là 25 tuổi, công tác tại đài truyền hình thành phố. Mình làm gì trong đài truyền hình bạn? Em làm kỹ thuật viên của ban quản lý kỹ thuật. Dạ. Nhưng mà trong đài là nhiều cô xinh đẹp lắm, nhiều cô duyên lắm. Tại sao chưa tìm được ai? Nói chung thì cái đó nó cũng gọi là duyên số, chưa biết tới đâu. Thì thôi thì bây giờ ở đây có cơ hội thì mình cũng nên nắm bắt. Còn bạn gái, em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Bích, mình năm nay là 25 tuổi. Mình chuyên ngành về kế toán và mình đến từ Phú Yên. Mình giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh của mình. Mình thì thích thể thao. Hồi nhỏ là mình đã biết bơi từ lúc 5 tuổi rồi. Rồi mình cũng là từng là vận động viên của trường cấp 2, cấp 3. Vận động viên bơi lội á hả? Chuyên về chạy đường trường 100m. Còn những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu thì hay thẳng tính. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy Tấn? Em thì những người mà gặp lần đầu á thì sẽ có cảm nhận là hơi khó gần. Nhưng mà chơi riết lâu á thì chắc là không muốn gần luôn. Tại vì nhiều khi thấy mình cũng hơi bựa quá. Bựa? Giống như là làm những cái mà không ai dám làm. Hơi lầy. Hơi lầy. Em làm về báo cáo thuế nè, cũng xinh xắn như vậy thì nhiều doanh nghiệp báo cáo thuế lắm chứ. Sao cũng nhờ đến chương trình bạn muốn hẹn hò hôm nay là sao? Dạ đúng rồi, vì công ty của em thì khoảng 300 mấy nhân viên, nhưng mà đa số là nữ, vì chuyên về kế toán đó. Em đưa ra cái mẫu người lý tưởng mà bạn cần tìm là người như thế nào? Em cần mọi người cao không? Khoảng 1m7 cho lên. Và có thể là biết nấu ăn, biết chăm sóc, làm việc nội trợ trong gia đình. Ủa? Em có biết nội trợ nấu ăn không? Dạ thì cũng biết, nhưng mà tốt nhất là có người phụ trợ với mình. Ủa bạn trai bên kia biết nấu ăn không? Nói chung em thì nấu được, nấu tất cả các cái món luôn. Nhưng mà quan trọng em ăn được, còn người khác ăn được hay không thì em. Nhưng mà bạn có sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ mình không? Việc đó thì tất nhiên là có, tại vì công việc mỗi người đều có mỗi công việc riêng, và công việc ở nhà đó là công việc chung thì mọi người đều phải góp tay vào đó. Vậy khoảng mấy năm nữa mới quyết định lập gia đình? Hiện tại thì em cũng chưa xác định là sẽ lấy vợ sớm, tại vì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất em bị đổ vỡ là trong 5 năm đại học á, thì ráng là kiếm bạn gái nhưng mà thất bại, cho nên kế hoạch 5 năm lần thứ hai là chỉ là có bạn gái thôi. Còn đến năm 30 thì mới quyết định là lập gia đình. Ý em muốn chừng nào lấy chồng, chừng nào đám cưới? Thì trong bao lâu cũng được, nhưng mà tốt nhất thì em cũng 25 rồi. Nếu mà được cưới thì trong vòng tìm hiểu thì khoảng 2-3 năm thôi. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Trong đầu em thì lúc trước thì có nhiều hình tượng lắm. Ví dụ như là em thích mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh, rồi dáng phải như Ngọc Trinh. Đó là những cái gọi là mình tưởng tượng trong đầu mình á. Khi mà em nhìn thấy một cái cảnh là một người phụ nữ mà chăm sóc một cái người phụ nữ lớn tuổi bị tai biến, bị liệt, cái lúc đó thì những cái gọi là về cái ngoại hình á, nó giống như là những cái phù phiếm. Mình chỉ mong muốn sau này á, vợ của mình không cần phải địa vị, không cần phải về ngoại hình, chỉ cần là một cái tình yêu lớn đối với gia đình. Có cái tình yêu đó thì hạnh phúc gia đình nó mới bền vững được. Rồi. Điều gì mà em không thích về người bạn trai của mình? Em không thích là lăng nhăng. Mà cũng không thích là những người con trai về thấy việc thì cứ bỏ đi nhậu nhẹt, hút thuốc. Nãy giờ quên hỏi bạn bên kia có hay nhậu nhẹt hút thuốc rồi không? Em thì không thích nhậu, cũng không hút thuốc luôn. Em thích chơi thể thao nè. Em mà chơi thể thao môn gì? Nói chung là cái gì tròn tròn em chơi được chị. Ví dụ như... Dạ chào chị. Chào bạn. Ví dụ bóng đá, cầu lông, rồi... bóng bàn. Chơi banh đũa được không? Cũng còn không, banh đũa đó chơi được không? Chơi được nhưng mà không có giỏi. Sự nghiệp mình là giờ ổn định?
Chưa chị. Tầm nhìn 5 năm nữa mà. Dạ. Sao tại sao vậy, là bạn nghĩ cái tầm nhìn xa vậy? Theo như suy nghĩ trong đầu của em thì khả năng 30 tuổi á, lúc đó thì một người đàn ông mới gọi là trưởng thành. Còn bây giờ dưới 30 tuổi thì sự nghiệp thì chưa có. Rồi vấn đề quan trọng nữa là phải lo được cho gia đình. Điều gì bạn không thích ở một người phụ nữ? Phụ nữ thì em không thích cái ăn mặc gọi là thoáng quá. Trời nóng nực mà. Dạ, người mặc thì nó mát nhưng mà những người xung quanh nhìn nó nóng lắm. Thứ hai là đầu tóc nhuộm này nọ, màu mè quá. Rồi không thích trang điểm quá đậm. Bạn có vẻ là người hơi cổ điển nhỉ? Nhiều bạn nữ thì nghĩ đó là đẹp nhưng mà trong mắt của đàn ông thì nó không có đẹp. Ở trong mắt bạn thôi, sao bạn hùa hết trong gom hết trong mắt đàn ông? Anh Linh thấy một người phụ nữ vậy anh Linh có đánh giá cao không? Anh thấy miễn sao đẹp trước mặt anh được, muốn làm gì làm. Linh mà phải lắm, đừng hỏi anh. Nói chung mình cũng thoáng tùy theo thôi. Nãy giờ mình cũng nghe những yêu cầu của bạn trai rồi đó, thì bạn cảm thấy như thế nào và mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nếu được thì chắc khoảng 80%. 80%. Nhưng mà 5 năm đó bạn có chờ đợi được không? Cũng khá lâu. Cái đó thì chắc phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Vậy thì anh nghĩ cũng tạm được đấy ha. Quan trọng là cái chờ 5 năm thôi. Mình có đi với người thân không? Dạ có. Em đi với bạn. Chào em. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Em cảm thấy là mức độ hai người họ tương đồng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy có một điểm tương đồng là hai bạn đều thích thể thao ạ. Hôm nay hai bạn đến với nhau, gặp với nhau là một cái duyên rồi. Nên là em hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Nam, mình có người thân không? Dạ, em có đi với bạn hồi học đại học, là bạn Sơn. Chào bạn Sơn. Chào anh Cát Tường, Trường Linh và khán giả. Hả? Xin lỗi ạ. Sơn có thể khuyên bạn trai của mình rút ngắn cái thời gian kết hôn lại chút xíu. Dạ em nghĩ thôi, em cũng là như Tuấn vậy, thì cũng dự định là 30 cưới. Nhưng mà dự định mãi là dự định thôi. Đôi khi tới một lúc nào đó chúng ta thấy cưới được, chúng ta cưới thôi. Rồi, cảm ơn Sơn. Bây giờ thì chắc là phải cho hai bạn gặp nhau để hai bạn có thể tự trao đổi thêm những thông tin và thương lượng với nhau. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Lúc nãy nghe cái tiêu chuẩn mà cao trên mức 7 á, nghe hơi nó chóng váng. Tại mình cao có mức 6 à. Không sao đâu bạn, cao hơn mình là được rồi. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái này tặng bạn. Rồi cảm ơn, mình có cái gửi bạn luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Không có gì. Bạn cảm nhận được gì về mình? Thì nghe tiếng thì Phú Yên với Bình Định, mình quê Bình Định, mình thích cái giọng miền Trung. Nghe thấy hình thì cũng được. Cũng được thôi à. Thì em dùng cái từ đó cho nó nhẹ nhàng xíu. Mới đầu mà khen dữ quá thì người ta con gái thì thường hay đánh giá, ủa chắc này là chắc miệng mồm dữ lắm, không tin được. Còn bạn sao, có thấy mình có sao không? Thấy bạn rất là hiền, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn, thẳng tính. Mình cũng mới những người như vậy. Bạn có biết hát không? Hát thì hát mấy bài nó cũng hơi vui vui, không có chính thống lắm. Nếu mà ngày đầu tiên mà hát bài này thì hơi kỳ. Giờ mình có muốn nói gì nữa không? Hay là đủ rồi? Nhờ nhà mình nói muốn nói gì nữa không? Không thì anh gì đó thì có sao thể hiện vậy à? Vui là chính mà. Vui là chính. Rồi chúng ta hãy đến lúc bấm nút. Nãy giờ chúng ta giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau để hiểu hơn về nhau, để đi đến quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn lại không nhấn nút? Có phải vì cái vụ 5 năm? Em nghĩ chắc là quá lâu. Quá lâu. Còn bạn trai? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì trong cuộc tình thì dù đúng hay sai thì người chịu khổ hơn vẫn là con gái. Cho nên là em không muốn mà gây thêm cái tội lỗi nữa đó. Nhưng mà thế này nè, bạn rất là dễ thương, có một cái khát vọng rất là lớn. Nhiều nói mình bớt già đi chút xíu nha, trẻ trung lên chút xíu, cũng non, thoải mái lên chút xíu ha. Dù sao cũng tôn trọng quyết định của hai bạn. Không, hôn nhân là nơi để chia sẻ thông cảm, cũng như là những khi mình gặp khó khăn thì cần có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Rồi cái chuyện ghen tuông thế nào, trao đổi luôn đi, ai ghen sao, có ghen hay không? Em dạ em thì người khá ghen, nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi
Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cùng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh để xử lý cái người làm anh ghen. Trời anh Tấn, sao ghen dễ vậy ta? Anh Tấn ghen là coi như là con chịu đựng, con âm thầm chịu đựng tới chừng dạ, đó thấy chịu hết nổi cái con làm quà. Dạ đúng rồi. Trời, phụ nữ ghen dễ thương dữ vậy ta. Nhưng mà thực ra cái môi trường của hai đứa không biết ghen sao nữa. Đây là toàn các đồng chí trong gọi là trong quân đội, toàn con trai thì cũng ghen được, bên đây toàn con nít thì ghen gì? Đúng không? Đúng rồi, lâu lâu mới gặp một lần nữa. Thì bởi vậy nhưng mà thực ra là cái vấn đề mà yêu xa đó là cái vấn đề ghen, nó tương đối là nhạy cảm và tương đối là quan trọng đó nghe hai đứa. Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Mình phải xác định, mình phải khi mà yêu rồi là phải tin con người là người yêu của mình, chứ còn không á là đã xa mặt nhau rồi là dễ suy diễn lắm. Từ suy nghĩ chuyển qua suy diễn xong bắt đầu là ghen tuông là rất là mệt mỏi đó nghe hai đứa. Bây giờ tụi con hẹn hò sao mình chia sẻ với nhau đi, tuần hẹn mấy lần, hàng tháng mấy lần gì đó. Thời gian dành cho nhau là sao? Trong đơn vị anh thì có khi nào thì có thời gian rảnh? Đơn vị anh thì một tuần anh sẽ được mình một ngày, nên là khoảng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì đó cuối tuần, nên là nếu mình có thể đến với nhau được thì anh sẽ dành thời gian đó cho em. Tại vì hiện tại mình vẫn đừng nghĩ, nhưng mà anh chưa có người yêu nên là ở lại công tác cống hiến cho đơn vị. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 Quân khu 4, Bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Tấn hả? Tấn 24 tuổi, đang ở Lâm Đồng nha. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt thở dữ vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này Tấn không có quen đúng không Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên nè, có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi, hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi, nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Hả, cái gì? Trẻ quá, trẻ luôn. Bên đó thì thở quá thở, bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói mình thở là thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ con thì có khá nhiều ưu điểm, nhưng khá mà con nhiều. Nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một quân nhân. Quân nhân hả? Dạ, đó, nó tóm gọn được ưu điểm của con. Vì một cái quân nhân con thấy con được cái ưu điểm là phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Rồi. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội rèn luyện qua. Con cũng không hút thuốc, uống rượu. Và tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định, như con cũng thích hát. Chính xác. Chơi các loại nhạc cụ. Và con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ con cũng tương đối nhiều khuyết điểm. Thí dụ? Ví dụ như là con bị nhát gái. Nhát gái, cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á, nhiều cô gái mới thấy mấy con... nhà đại nhát gái là cổ còn khoái nữa. Hay gặp mấy bạn nữ con hay bị rung hả? Dạ. Chưa gặp mà rung vậy rồi. Đó, khuyết điểm nhát gái vậy thôi, còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ tôi đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á, coi như là hai người ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á, té ghế luôn mà không nghe được. Hả? Bên đây là ưu điểm là quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất đó là kiên cường bất khuất ha, rồi á là gọi là gì kỷ cương, rồi kiên định, rồi nói chung là đầy đủ hết trơn á, không phải lo gì hết, không có thuốc, không có rượu gì hết luôn, coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không, không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là nhát gái thôi. Thôi nhát gái thôi. Rồi bên phe ta con nói lớn lên dạ không? Ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì có biết được một học, em con chuyên ngành là tiểu học á, con biết mỗi thứ một chút, như là hát, nấu ăn, múa,
thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung ông hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. À, rồi ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Xấu ăn xấu ngủ hả? Dạ. Con có bị nhát giống như bạn bên kia không? Nhát hả? Chân con chỉ nhát lúc đầu thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn ủa, xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thì thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắt nhắt hết chút. Rồi xấu ngủ là mỗi lần con ngủ vậy con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con hết. À vậy đó hả? Con đạp người hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp, hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng rồi. Tại vì con hay ngủ với gối ôm, thì con gối ôm là đâu phải người đâu, nên con đạp riết con quen luôn. Ồ vậy đó hả? Dạ. Vậy là mệt rồi đó. Tấn nữa mai mốt về ngủ là bị đạp vậy lắm á. Thôi không sao, nó dễ thương mà. Này chắc dễ thương gì, đạp người mà dễ thương gì. Ta đạp trong giấc ngủ thôi mà. Cái gì? Ta đạp trong giấc ngủ thôi mà, dễ thương. Trong giấc ngủ lỡ bây giờ có chồng rồi mình đạp chồng rồi sao? Đâu có sao, còn cái người ta không ngủ mà ta vẫn đạp. Mắc cười quá. Bây giờ mình phải tính là lý do tại sao lại như vậy. Có nghĩa là nhiều khi con bị ức chế một cái gì đó ban ngày. Dạ. Đó, ví dụ tại vì cô giáo mầm non đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nhiều khi cô giáo mầm non nhiều khi mệt mỏi quá, nhiều khi bực bội quá, mình cũng đâu thể nào mà gọi là bạo lực để mình xả ra được đúng không? Mình cứ phải nhịn hết. Dạ. Thế là tối con xả. Cô đã hiểu rồi. Chào cưng. Thưa cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Chuyện đó xảy ra thường xuyên, cưng có sợ không? Nghe cũng sợ cô ạ. Sợ hả? Gì đâu sợ, đạp cô chỉ chăng, cho gì đâu sợ. Cái bệnh này chữa được, cô chỉ cho. Tại vì bạn đi dạy nhiều á, hiểu không? Rồi lúc nào bạn cũng phải gọi là kềm hãm rồi cái bản năng của mình lại, nóng giận bạn cũng không bao giờ bộc lộ ra. Thì thành ra là tối về nó đi vào trong cái giấc mơ. Thì bây giờ khi mà có con rồi thì con cố gắng con giải tỏa tất cả những cái điều đó cho bạn lúc còn thức. Con hiểu không? Đó là khi bạn xả ra hết rồi là buổi tối bạn vui vẻ, bạn yêu đời vậy đó con. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe lắm. Chịu con được. Cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Sao nè, cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua được một mối tình. Một mối tình, trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ rồi chứ. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được một năm rưỡi. Quen được một năm rưỡi, dạ. Rồi xong rồi chia tay lâu chưa? Dạ, con chia tay chắc được 3 năm rồi. 3 năm rồi, lý do con chia tay vậy? Dạ, tại vì do môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mỗi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cô bạn đó là ở ngoài chứ không phải là trong quân ngũ như con hả? Dạ, cô bạn đó ở ngoài. Vậy đó hả? Là lý do là không có thời gian nhiều. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cũng cố gắng thôi à. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều dạ. Đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Nhà trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để tôi coi nè, lấy chồng bộ đội á, là được cái hay nè. Không có thời gian thì không phải lo gì hết á. Không phải sợ đi cô gái ngoài nè. Không phải sợ ăn chơi nhậu nhẹt nè, không có sợ gì hết trơn á. Lấy chồng bộ đội á. Dạ, cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. 22 tuổi cô giáo tiểu cô giáo mầm non. Vậy đó. Là đúng rồi, cô giáo lấy chồng bộ đội là được rồi. Dạ. Mai mốt mà con cái để vào cô giáo lo ha. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối. Dạ. Bao lâu? Dạ một năm. Một năm. Quen hồi năm 3 đại học ạ. À, dạ. Mối tình đầu ha. Dạ mối tình đầu. À, vậy con còn trẻ quá mà. Quen được bao lâu? Chia tay bao dạ, lâu một rồi? Năm à. Chia tay bao lâu? Dạ chia tay được một năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Còn 68. 68 cao hơn được 3 phân. Cũng có. Trời, cao hơn. Con yên tâm đi. Dạ. Đây nè, cô 1m67 nè. Nhưng mà may mắn ông mối ông cũng nhỉnh nhỉnh hơn cô được một chút. Dạ. Bình thường ông đi giày độn ông cao hơn rất là nhiều luôn á. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu. Dạ, gia trưởng nữa. Bộ đội thì không có chuyện đó đâu.
Dạ ngoài ra mình cũng hỏi cho chắc ăn đi. Con có vũ phu không? Nghĩ sao dạ, đội vũ phu. Con có gia trưởng không? Có đâu. Dạ không. Không. Chú dạ. khẳng định là không, không làm có. Yên tâm rồi. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Ừ. Con muốn đẹp trai không? Con dạ đòi không. Hỏi phải đẹp trai không? Dạ không. Không. Dạ. Đòi hỏi là có duyên không? Có duyên, dạ có, tại vì con thích một người hài hước một xíu. Hài hước? Dạ. Mà duyên dáng, giống dạ. chú Quyền Linh vậy đó phải không? Dạ. Có gì kia hơi lầy, hơi lố chút xíu thôi nhưng mà vẫn có duyên. Dạ. Cảm ơn à. Rồi bây giờ này nè, bây giờ là chú sẽ hỏi cái người thân coi làm sao. Dạ. Vì vậy bên đây người ta chưa nói à, chưa ước mơ hả? Ước mơ của người ta để tôi à, hỏi chứ. Hỏi đi. Hỏi bên đàn trai chứ. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trơn, bình thường. Người ta đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trơn á. Thằng trai người ta có quyền tự tin điều đó. Ủa, tôi ho gì vui mừng được không? Ủa, mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa, nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ ủa, Linh chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Hiền lành, nhút nhát. Nói nghe nè. Nói nghe nè con. Con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ, theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát. Nói chung là con nghĩ là sẽ là giống cái mẫu người con gái mà con đang nghĩ trong đầu không? Có phải không? Vậy là con thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? Dạ, thực ra thì con cái đó không quan trọng. Con không quan trọng. Rồi con thích da trắng hay da nâu? Dạ thì màu nói chung con da con đen quá rồi nên là bạn nữ thế nào cũng trắng hơn con nữa. Con yên tâm, chắc chắn là người này trắng hơn con rồi. Ha. Trắng hơn con là được. Trắng hơn con là được rồi. Vậy là con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, mập. Vừa dễ nhìn là được. Vừa dễ nhìn là được rồi ha. Ok, vậy là con cầu được ước thỏ đó. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp ý kiến đi ha. Ok. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Bạn Rồi, xin mời nhà gái. Mẹ ha. Trời ơi, con gái giống mẹ quá trời luôn à. Chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền, mẹ thấy cũng được, thì ăn thua theo ý của con thì hai con cho nhau một cơ hội. Khi nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích rồi con à. Ví dụ năm sau được không? Được không? Được. Được. Trời ơi. Tùy con mà, tùy con ha. Mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Là hôm nay đi với thủ trưởng thôi, không có đi với gia đình. Có gia đình mẹ nữa. Với bạn. Rồi, thủ trưởng đâu mẹ đâu? Dạ mẹ con ngồi kia. Mẹ mặc áo dài đẹp đó. Mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị đi theo cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của hai MC. Thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, là người rất dễ thương, quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á, là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc
sức điên cả người. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Thôi thủ trưởng, mời mẹ đi. Hôm nay thủ trưởng hôm nay được mùa quá thủ trưởng, cả ai là trúng đó. Thủ trưởng duyên dáng ghê á. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số. Nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á, mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này. Hơn cả đồng chí Tấn nữa. Làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì mới được á con. Là phải giống cô là cô cũng là vợ của người lính ha. Rồi cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu đi Tấn. Dạ. Dạ cho em gửi anh. Chào bạn. Cái này anh coi coi chùm rớt. Cái này đã có chưa? Dạ có. Đây đưa bà gấu đây cô cầm cho. Con. Dạ. Đưa bà gấu đây cô cầm cho. Dạ rồi con gửi. Rồi tặng cái gì đó Tấn? Dạ con hôm nay thì cũng gửi đến món bạn nữ món quà mặt mặt đầu tiên là một con gấu bông. Dạ. Con gấu này thì con cũng mới mang từ nhà lên. Thực sự là đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con. Dạ con món quà của, dạ món quà của con là con tự tay thêu ạ. Thêu là một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tuy mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Mai mốt về thêm cái chữ Tấn với lại tên bé tên gì của cô quên. Dạ tên Trâm ạ. Tấn với Trâm vô. Dạ. Đâu, đưa chú coi nào. Thiếu hai cái chữ. Trời dễ thương quá. Hình Tấn dễ tròn quay luôn ha. Cưng dễ sợ luôn. Rồi Tấn với lại Trâm. Đó. Để đây. Mai mốt về mình trưng trong nhà ha. Đó, đẹp quá. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Dạ chào anh. Dạ, anh cảm thấy em như thế nào? Anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Dạ. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Dạ. Và vui tính. Dạ. Thì cảm thấy là rất thích chỗ này, nó có rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội là thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Thì mình cũng nói rồi đó, mình là quân nhân thì có những ưu điểm cũng có một hạn chế nữa. Thì cái hạn chế lớn nhất của mình đó là tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian là dành cho mình thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Vậy... không có mình nha, anh. Vậy anh bảo vệ đất nước, em bảo vệ anh. Em bảo vệ anh. Vậy, với lại em có một câu hỏi nữa là khi mà nếu mà hai đứa cưới nhau á, nếu mà được thì hai đứa cưới nhau, nếu mà có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra, nếu em cần thời gian để bình tĩnh thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ, nhắc khéo xong. Dạ. Và dạ. Anh cũng có, cũng muốn hỏi em là nếu như là mình đi với nhau thì liệu em có... Tại vì anh cũng có từng trải qua một mối tình rồi và người ta cũng không có chịu được cái khoảng cách xa giữa người quân đội cũng như tính chất thì không biết là mình có thể thông cảm cho anh được vấn đề đó hay không? Dạ được ạ. Tại vì nếu mà anh không có thời gian xuống thăm em thì em có thể lên thăm anh. Cái thứ hai là
nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới hôn nhân được? Mẹ em cũng hối lắm mà, mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi à. Cảm ơn. Dạ rồi, hai con quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Dạ, anh thì anh nói trước đi. Dạ. Đối với anh thì quan điểm về hôn nhân gia đình thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên. Dạ. Để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi cũng như công việc mệt mỏi đó là nơi bình yên mình trở về để là tiếp thêm năng lượng cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì là gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ thông cảm cũng như là những khi mình gặp khó khăn thì còn có người ở bên cạnh động viên cũng như là chia sẻ những khó khăn. Dạ. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào, trao đổi luôn đi, ai ghen sao, có ghen hay không? Em dạ em thì người khá ghen nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cũng người cũng ghen nhiều lắm. Ghen là anh ghen, lúc đó là anh vậy xử lý cái người làm anh ghen. Trời anh Tấn. Sao anh ghen Tấn dễ gì ta? Anh Tấn. Ghen là coi như là con chịu đựng, con âm thầm chịu đựng tới chừng dạ. Đó, thấy chịu hết nổi cái con làm quà. Dạ đúng rồi. Trời phụ nữ ghen dễ thương dữ vậy ta. Nhưng mà thực ra cái môi trường của hai đứa không biết ghen sao nữa. Bên đây là toàn các đồng chí trong gọi là trong quân đội toàn con trai thì cũng không ghen được, bên đây toàn con nít thì ghen cái gì? Đúng không? Đúng rồi, dạ. Lâu lâu mới gặp nhau một lần nữa. Thì bởi vậy nhưng mà thực ra là cái vấn đề mà yêu xa đó là cái dạ. Vấn đề ghen nó tương đối là nhạy cảm và tương đối là quan trọng đó nha hai đứa. Dạ. Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ. Mình phải xác định, mình phải khi mà yêu rồi là phải tin con người là người yêu của mình, chứ còn không á là đã xa mặt nhau rồi là dễ suy diễn lắm. Dạ. Từ suy nghĩ chuyển qua suy diễn xong bắt đầu là ghen tuông là rất là mệt mỏi đó nha hai đứa. Bây giờ tụi con hẹn hò sao mình chia sẻ với nhau đi. Tuần hẹn mấy lần hay tháng mấy lần gì đó. Thời gian dành cho nhau là sao? Trong đơn vị anh thì có khi nào thì có thời gian rảnh à? Đơn vị anh thì một tuần anh sẽ được mình một ngày. À. Nên là khoảng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì đó cuối tuần. Nên là nếu mình có thể đến với nhau được thì anh sẽ dành thời gian đó cho em. Tại vì hiện tại mình vẫn được nghỉ nhưng mà anh chưa có người yêu nên là ở lại công tác cống hiến cho đơn vị. Rồi quan điểm về con cái thì sao, kinh tế gia đình ai giữ, trao đổi luôn đi. Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi à. Anh thì trai con gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát muốn gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi, anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ, em quên lời. Dạ, em xin lỗi. Trời, cô ơi, bà nữ hát hay quá. Mà cái nữa con cũng đam mê âm nhạc, con cũng thích lắm. Mà con cái là con hát không có hay. Con cứ hát, con hát hay không bằng hay hát. Cái con thích hay hát, con hát thích hát lắm. Nên thấy có nhạc cái là nói trong người nó lên. Con xin phép cô gửi bạn nữ một bài hát ạ. Đúng rồi, tặng đi con. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh rung quá dạ. Anh nói là nhát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa, sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa. Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được. Người ngọt ngào giữa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn. Hát hay tâm sự trời. Mãi yêu nhau
sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai sống như vậy. Dạ. Hay đúng là hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế đây tôi cũng không nghe luôn. Ráng con nghe lắm luôn. Giờ Tấn nói gì với con hiểu không? Cái đó là thay lời muốn nói đó. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà Tấn hát con nghe không? Dạ nghe. Bài gì vậy? Nghe mà hơi run run, xong cái đoạn khúc nghe khúc không. Trời ơi. Nhưng mà kết hợp lại bên mà nghe khúc không. À, tại vì anh run quá, em cầm run rồi tay run run run. Run quá Tấn hả? Nhưng mà nè, kết luận lại là con nghe cái điều mà Tấn muốn nói với con là điều gì ở trong cái bài hát đó? À, kiểu tin tưởng, quan tâm anh. Ừ. À. Là anh hứa anh tin tưởng quan tâm con đúng không? Anh sẽ tin tưởng con và quan tâm con đúng không? Như đó là đủ rồi. Ha. Trời, đổ mồ hôi chân mọi người. Hát con chút mà rung quá con hả? Con nhìn con đã rung rồi bác. Nhìn đã rung tay nữa, con rung nữa. Bây giờ theo con á là cô thấy theo con là bây giờ nếu như mà cái nút mà nó trồi ra cái là con có bấm, con bấm liền không? Liền con. Bấm không cần đếm gì đúng không? Không cần đếm con bấm luôn rồi. Đó, thằng con sao nè? Dạ. Thôi để tôi với ông thôi vô lãnh lương thôi rồi đi về thôi. Chứ giờ con thấy trong lòng mình sao, tới tim mình sao rồi ta đập liên tục luôn. Liên tục. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con gọi là làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con rung trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà rung trước một con người một nhỏ người, bé này hả? Một người. Đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi mình để tay nút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Ai cảm giác mình phải bấm là bấm liền cũng được. Đó. Không cần đếm luôn. Đây đây con. Thì đây chờ đây. Sau 3 tiếng đây, đếm. Bên đây bên đây. Đó. Thích bấm thì cứ bấm nha. Đó. Cả hai đứa thích là bấm thôi, không cần gì hết. À. Hãy lắng nghe con tim của mình. Hãy lắng nghe câu chuyện tình yêu của hai đứa. Và hãy lắng nghe xem nửa bánh ghép của chúng ta có hòa quyện cùng với nhau hay không. Và sau 3 tiếng đếm, nếu đúng có những điều đó, chúng ta đừng ngần ngại bấm. 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà muốn xúc người ta luôn vậy đó. Trời ơi. Chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Linh, xúc cái nút luôn đó bạn. Xúc cái nút. Hợp lý quá ha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Trời ơi. Thì cái gia đình mà thấy cảnh này hạnh phúc lắm luôn á. Mẹ ngồi với mẹ đỏ mặt luôn kìa. Hai đứa nó tìm được cái sự rung động đồng điệu với nhau rồi. Bây giờ Tấn hôm nay xin phép có mẹ đây rồi có mẹ bạn gái này nữa. Xin phép gia đình hai họ cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Tụi con hứa với hai gia đình là sẽ làm điều gì đó. Ba mẹ của con cũng như ba mẹ của bạn Trâm là con xin phép hai gia đình mình là hôm nay con xin phép được chính thức hẹn hò với bạn Trâm. Thì con cũng không phải người giỏi ăn nói cũng, nên là con có một câu nói rất hay đó là lời từ trái tim thì nó sẽ đến trái tim. Nên là con nghĩ coi cái điều đó không cần phải lấy quá nhiều lời hao mỹ. Cảm ơn ạ. Mẹ nghe không mẹ? Tự không nghe dịch lại cho mà nghe rồi ha. Rồi giờ tới con đó, con nói với mẹ của Tấn đi. Dạ, lại mẹ của mình nữa. Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Dạ con mong là nếu mà có được thì con sẽ được cô chỉ dạy thêm. Tại vì con cũng còn nhỏ, với lại mỗi thứ con chỉ biết chút thôi. Con cũng không quá giỏi giang nên con mong cô sẽ bỏ qua. Dạ. Trời ơi cưng quá. Còn nhỏ quá mà. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Trời đất ơi, kinh là đất. Bên đây có hai bà mẹ đi à. Cầm video đi đằng trai. Đằng trai cầm video nói một vài câu với đằng đây, gái đây, cái đây, nào. Đây, đó, hai bà mẹ đó. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đưa cái video cho cô đi luôn đi. Chị cứ... Rồi, hai bà xui tương lai nào. Chào chị. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Tại vì cháu còn nhỏ dạy mà cũng chưa có đi học đúng mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị
chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Yeah. Hai người ôm nhau. Hai người ôm nhau cái đi mà. Ôm cái trời ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời của đất luôn á. Hai bà xui trẻ quá. Ừ. Rồi thôi. Chúc hai con sẽ cố gắng tìm hiểu nhau. Yeah. Và sớm về chung một nhà trong một ngày sớm nhất nha. Yeah. Sao buông tay ra ôm kia rồi. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôn đầu tiên. Cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim nó rất là rõ ràng giữa hai cha con luôn ha. Rồi chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công việc. Vé xem phim đâu? Tặng hai con liền vé xem phim. Vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Rồi về theo theo lại đi con, theo thêm đi con. Dạ. Với Trâm. Có trái tim rồi. Dạ. Không, bây giờ theo thêm đứa nhỏ đồng vòng đây thôi. Đứa bên, đứa trai, đứa gái. Hình dễ thương quá, hai đứa cũng dễ thương nữa. Giữ lấy làm kỷ niệm cho riêng mình nha. Dạ. Rồi cứ nắm chặt tay nhau đi đến tận chân trời góc biển nha hai đứa. Dạ. Nè bây giờ xin chúc mừng các bạn là các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. À, mong rằng để tình cảm thêm cái phần tiến triển á, để sớm gắn bó dài lâu, các bạn hãy gọi điện nè, hãy nhắn tin nè và gọi video cho nhau thường xuyên nha, tại vì mình ở xa mà thường xuyên trên ứng dụng Mocha. Dạ. Nhé. Rồi. Dạ. Đưa hoa cho. Ủa đưa hoa gì nữa? Có hoa không? Đây, 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 bà gấu. Dạ. Nắm tay đi Tấn. Đúng rồi. Hai đứa đừng có buông tay ra nha. Dạ. Muốn đi đâu thì đi, thoải mái đi. Hôm nay thủ trưởng cho phép rồi. Mẹ hai bên cho phép luôn rồi, nắm tay đi đi. Coi phim luôn, đến Cinebox coi phim luôn. Đúng rồi. Trời, 22, 24 còn trẻ quá trời luôn. Trời ơi Vân vui lắm Linh, tại vì mình đã xóa được lời nguyền rồi. Ngày hôm nay á Linh rất là dịu dàng với Vân, không kê tủ đứng Vân, Vân không kê. Không liếc. Ai nói không kê? Vô duyên quá thiệt á. Ta đang định nói mọi người biết không? Đang định nói là hai đứa chúng tôi đã vượt qua được một cái huông là mình phải gây lộn thì các cặp mới bấm nút. Rõ ràng ngày hôm nay là hai ông Tơ bà Nguyệt rất là vui vẻ hòa đồng với nhau. Thì hai bạn này bấm nút là tôi mừng dễ sợ luôn. Trong cuộc sống đôi khi những sự tranh luận đó có thể cãi vã nhau một chút, nó là gia vị của cuộc sống. Nhưng mà không phải cãi vã mà là ông kê tủ đứng tôi. Cũng có kê mới có cãi. Không kê sao cãi. Ông cứ như vậy không à. Thích kê. Thôi không nói nhiều.